Xin kính chào tất cả anh chị em, cô dì, chú bác yêu mến làm nông nghiệp. Thì hôm nay mình lại ra một cái video để mà hướng dẫn chúng ta làm một cái hệ thống tưới. Đó là nó tiết kiệm được chi phí. Thay vì ở đây họ làm một sào như vậy là họ làm khoảng 3 triệu rưỡi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm một hệ thống tưới nó tiết kiệm chỉ bằng nửa tiền. Tầm khoảng 1 triệu 7 tới 1 triệu 8 trên một sào. Thì bây giờ mời tất cả mọi người cùng xem cái cách mình làm như thế nào để mình tiết kiệm được cái số tiền đó. Và hiện tại đây là cái hệ thống mình đang làm, gồm có một cái đường ống cái. Thì chắc chắn lúc nào chúng ta làm hệ thống tưới cũng phải gồm có một cái đường ống cái. Ống này mình sử dụng là ống 49. Ở đây là mình sử dụng cái quanh khóa này là 34, cái này là 49 giảm 34. Thì đây là mình tận dụng lại cái quanh cũ của đất mình thuê nó có sẵn. Chứ còn nếu như mà mình thật sự mua mới thì mình chỉ mua là 49 giảm 27 và mình làm cái quanh khóa là quanh 27 và cái tên là T27. Còn ống là mình sử dụng ống đen 27 luôn. Còn ở đây là cái giường người ta mình thuê là giường người ta có sẵn như thế này. Nên mình tận dụng cái này để mình làm. Còn cái nói về cái quanh khóa này. Thì thay vì chúng ta chia làm hai bên. Thì chúng ta bên đây là hướng về bên tay phải, mình đây là một bên. Bên đây là bên tay trái là một bên tưới. Thì chúng ta phải làm hai cái quanh khóa. Thì đây là mình làm chung một quanh. Thì khi mình mở thì nước sẽ dồn về hai bên, nước sẽ ép về hai bên. Đây là cái hệ thống tưới của mình, nó sẽ tiết kiệm đi được phân nửa cái số lượng quanh khóa này. Mỗi một cái quanh khóa này thì nó tầm 28.000 của 27. Đó, thì chúng ta đã giảm được nửa tiền. Thì ở đây là mình có tất cả là 6 đường. Thì 6 đường này là chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta làm theo cái kiểu mà truyền thống thì chúng ta sẽ xài tới 12 cái quanh khóa. Bây giờ mình chỉ xài có 6 quanh khóa. Và cái tiếp theo nữa, là mình làm một cái ống tưới. Thì ở đây mình cũng tận dụng những cái ống có sẵn. Nên mình làm cái ống này là ống 34 thì mình sẽ làm cái T34 để dựng đứng lên. Khi mà T34 dựng đứng lên là chúng ta tùy theo vườn. Ví dụ như mà chúng ta làm cái vườn mít như thế này, chúng ta sẽ làm nó tầm khoảng 1 mét, hoặc là 5 tấc tới 1 mét. Thì mình sẽ quấn bằng cái bẹt trung. Thì chúng ta làm như thế này thì nó, nếu mà cái vườn này chúng ta thật sự để chúng ta làm, thật sự mà chúng ta làm theo cái kiểu truyền thống á, thì chỉ có 6 mét là 4 mét là một đường ống tưới như thế này. Còn đây là mình làm theo vét trung thì mình làm tới 10 mét tới 12 mét. Thì đây, từ đây cho tới cái hàng ống đó là 12 mét. Thì nó tưới là mình dự trù là sẽ phủ đất luôn. Còn cái cuối đường ống thì chúng ta sẽ ống tưới thì chúng ta sẽ để một cái ống chờ như này để chúng ta gắn cái co vô. Thì đây là ống 34 thì mình xài co 34 luôn. Đó. Co 34. Thì chúng ta làm như thế thì chúng ta sẽ tiết kiệm được phân nửa chi phí cho chúng ta. Mình làm đây là mình làm cho cái vườn ớt. Mình trồng mít và mình sẽ xen ớt vào. Thì trước mắt là mình sẽ trồng, mình làm một cái bếp và cao tầm khoảng 1m8 tới 2m. Đây là những cây bếp mà còn lại đây. Chiều dài của họ có còn sẵn đó. Đó là cái ống 34.
Còn đây là cái bếp mà mình sẽ xài. Mình xài cái bếp này. Xài bếp này là bếp trung. Cái độ quýnh xa của nó, quýnh bán kính của nó là sẽ được 12 tới 13 mét. Thì một cái bếp về hôm trước mình mua là 35.000, 34.000 một cái. Thì theo như mà mình tính trên cái diện tích 3 sào đất á, thì nó sẽ là 24 cái. Trung bình một sào nó khoảng 7 tới 8 cái. Thì mọi người tính nha. Bây giờ mình tính một sào đi, một sào 8 cái đi. 8 nhân cho 35. 2 cái nó 70, 4 cái nó 140, nó 280. 280 tiền bát. Đó, ống. Thì 8 cái trụ kia giờ mình cho xài luôn ống bình minh. Thì 8 cây đó nó sẽ chia ra là nó, mình sẽ mua 3 cây. 3 cây mình chia mỗi cây ra làm 2, làm 3 là nó sẽ dư 1 mét. Thì nó cũng dao động là khoảng 1,7-1,8 triệu trên một sào. Vì đây là cái số lượng ống để tưới người ta có sẵn nên mình sử dụng luôn cái ống ống nhựa mình. Chứ theo như mình làm á là mình sẽ từ cái tê mà mình để mình bắt ống nè, là mình dựng lên á, tê này là 34, vậy mình lấy 34 hoặc là 27 cũng được. Nếu mà ống chính này 27 thì mình lấy ống tê 27 đưa lên. Thì mình xài một cái ống đen, ống loại ống nhựa đen, ống rẻ tiền đó. Thì mình sẽ dựng lên, không cần phải, mình sẽ đem phơi nắng mình uống cho thẳng lại mình dựng lên, giống như cái ống như thế này đó. Nếu mà đây là ống đen thì mình dựng lên mình cũng vẫn bắt được cái đầu bếp như mình tưới bình thường. Đây là cái cách làm theo cái kiểu mình làm để mình tiết kiệm chi phí. Và chúc mọi người xem video để sẽ biết cách để làm được cho chúng ta tiết kiệm. Thì chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ với gia đình. Mọi người xem video nhớ cho mình xin một lượt đăng ký và một lượt like. Chào tạm biệt mọi người.